Đau bụng tập thể. Hàng quán gì mà ế thế này, chẳng bù cho quán của lão Tư đằng kia, đông khách từ sáng tới tối luôn. Bác ơi, bác có đánh giày không ạ? Không ơi với ạ gì hết á, vừa sáng ra, đi chỗ khác đi. Từ ngày có quán phở lão Tư hả? Những khách quen nhà mình kéo sang đó gần hết. Cứ như thế này thì bán cửa hàng này đi mất thôi. Bác ơi, bác có đánh giày không? Giờ bác đang bận quá. Dạ. Mà này, cháu ơi. Dạ. Quán bác cũng đông người ra vào, cháu vào trong quán này mà ngồi, có ai cần thì đánh giày cho họ, đỡ phải đi lại vất vả. Bác cho cháu ngồi trong quán sao? Tốt quá ạ, cháu cảm ơn bác. Nhất định ta phải nghĩ cách gì đó để hạ uy tín nhà lão kia mới được chứ. À, có cách rồi nè. Này, tôi có cách này. Mà thấy thế nào hả? Ừ, được đấy, được đấy. Quay, sao chó sủa cái gì không biết nữa. Sao đau bụng quá vậy nè? Dạ thưa các bác, có chuyện gì vậy ạ? Ông Tư, ông cho cái gì vào trong phở mà chúng tôi ai ăn cũng bị đau bụng dữ dội, tay chân bủn rủn thế này. Đau quá. Việc này chắc chắn là ông ta đã cho cái gì đó vào trong phở chúng ta ăn. Bởi vì ăn vào ai cũng có một triệu chứng như thế này, nhất định phải đi nhờ công an phường làm rõ việc này mới được. Chúng tôi đã kiểm tra mẫu nước dùng trong phở của ông và tìm thấy trong đó có chất sổ cũng như một vài chất cấm khác gây nên rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh, khó thở, dùng nhiều hơn một chút có thể gây ngộ độc dẫn đến tử vong. Trời ơi, sao lại có chuyện đó được? Lần này chúng tôi xử phạt hành chính, nếu quán còn vi phạm những lần sau, chúng tôi sẽ có hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn, thậm chí sẽ yêu cầu đóng cửa quán. Một số người từ quán phở của lão Tư đi sang nhà mình ăn rồi. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình đã khiến cho mọi người tẩy chay quán phở và lão ta nhanh đến vậy. Biết thế mình đã làm việc đó sớm hơn rồi. Ông thật là đồ gian xảo. Chuyện gì vậy? Ông thật là độc ác, rất tâm bỏ thuốc vào nồi phở của bác Tư để hãm hại bác ấy. Chính cậu bé này đã nhìn thấy ông mở nồi nước dùng hôm trước. Sao mọi người lại tin vào những lời sằng bậy của thằng bé đánh giày này cơ chứ? Đó không phải là những lời lẽ sằng bậy đâu. Cậu bé đánh giày này còn tìm thấy sau nhà ông thứ này trùng khít với chất trong nồi phở của nhà ông Tư. Ông còn chối được à? Tôi từ giờ chúng ta sẽ không đến ăn quán của lão ta nữa. Rồi chúng ta sẽ đi hô hào mọi người, nhất loạt tẩy chay quán phở của lão béo nhé mọi người. Phải đấy, lão ta mới đúng là kẻ thất đức, đi làm chuyện hãm hại người lành. Giờ chúng ta phải mau sang thông báo với bác Tư để bác ấy được mừng, đồng thời lên công an phường minh oan cho bác ấy nha mọi người. Nhất trí. Tưởng hại được người, thành ra lại hại mình rồi. Trời ơi là trời. Hai bụi mận gai. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một chàng hiệp sĩ tên là Tristan, tính tình dũng cảm, được nhà vua rất yêu mến.
Sứ quân của ta và Iceland đã chiến tranh liên miên bao lâu nay, tốn không ít binh đao sức lực. Chi bằng chúng ta cầu thân đổi lấy hòa bình. Nay ta cần một người thân cận đến đó cầu hôn công chúa về cho ta. Dạ bẩm đức vua, xin hãy để cho thần được thực hiện nhiệm vụ này. Thật ra ta đã có sự lựa chọn cho mình. Chitan vốn là người chu toàn. Ngay ngày mai ngươi lập tức xuất hành đến Iceland, đem theo sính lễ và phải đón công chúa Aisu về đây. Thần xin tuân lệnh. Chitan, ngươi đừng quên nói với hoàng hậu Iceland đưa chai rượu bùa yêu để ta và Aisu uống trong lễ cưới. Sợ rằng nàng bị ép buộc sẽ không thể yêu ta. Sứ Iceland. Cụ ơi, sao tôi không thấy bóng dáng một ai hết? Không ai dám ra đường vào thời gian này cả. Có một con rồng khát máu xuất hiện ở xứ này. Nhà vua hứa rằng sẽ gả công chúa Aisu cho bất cứ ai giết được nó. Rất nhiều hiệp sĩ ở đây đã chiến đấu với nó đều chết hết rồi. Nếu để Aisu lấy người khác, sẽ không còn cơ hội đưa nàng về với đức vua nữa. Cụ ơi, con rồng ấy ở đâu? Để tôi quyết chiến với nó. Độc độc này đang ngấm vào người mình. Mình sẽ chết mất. Nàng là ai? Ta là Isiu, công chúa xứ Island. Vua cha và mẫu hậu đã sai ta mang thuốc thần đến để chữa lành vết thương cho người giết rồng. Không ngờ công chúa xứ Island lại xinh đẹp như này, thật khiến ta rung động. Không được, nàng là hoàng hậu tương lai của xứ Cornwall, nơi ta đã thề phải tận trung đến chết. Người nói sao? Ngươi là Tristan, hiệp sĩ xứ Cornwall, muốn ngỏ lời cầu hôn con gái Aisu của ta cho vua Mark ư? Nhưng chúng ta đã hứa gả Aisu cho người nào tiêu diệt được con rồng hung ác. Vì lời hứa với đức vua của mình, thần nhất định phải mang Aisu về trở thành hoàng hậu. Aisu, ta biết người con thích là Tristan, nhưng việc con trở thành hoàng hậu của xứ Cornwall là có lợi cho hòa bình. Nếu con không lấy vua Mark, có lẽ sẽ đẩy vương quốc ta và cả Tristan vào cảnh nguy hiểm. Bajenda, ta giao người hộ tống Isu. Đây là hai chai rượu bùa phòng khi khẩn cấp, một chai bùa chết chống lại kẻ thù và một chai bùa yêu dành riêng cho công chúa và vua Mark uống trong ngày cưới. Bajenda, hãy đưa cho ta chai rượu bùa độc của mẫu hậu ta, mau lên. Ta không thể đưa công chúa chai độc dược. Tristan, nếu chàng không thả em ra, em sẽ uống chai độc dược này để không phải kết hôn với đức vua của chàng nữa. Đừng, Aisu. Là ta đẩy nàng đến bước đường cùng. Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không dám thừa nhận. Ta sẽ chết để đền tội với nàng. Trời ơi, đó là chai rượu bùa yêu, cả hai người đều uống nó rồi ư? Chuyện này là sao? Em phải bảo vệ mạng sống của công chúa đến cùng nên đã dùng chai bùa yêu. Nhưng mà em không thể ngờ Tristan cũng sẵn sàng uống cùng công chúa. Chàng đã thừa nhận tình yêu của chàng dành cho em. Chẳng cần chai rượu bùa này, chúng ta cũng đã yêu nhau rồi. Aisu, tất cả là lỗi của ta. Bẩm đức vua, hòa hiếu với Iceland đã được gìn giữ. Xin người cho phép thần được chuyển đến canh giữ cửa biển phía Tây. Được, giao cho người canh giữ vị trí trọng yếu như vậy, ta cũng yên tâm.
quên hết những chuyện đã qua. Chitan, người là kẻ phản bội, người dám có tư tình với hoàng hậu sao? Xin người đừng trút giận lên Chitan. Em có tình cảm với chàng trước khi trở thành hoàng hậu của người. Chàng đã đưa em về như đúng lời hứa với người, và không có bất cứ cư xử nào quá giới hạn với em. Nàng còn ở đó cầu xin cho hắn ư? Bay đâu, áp giải hoàng hậu về lãnh cung và Tristan về giam trong ngục chờ xét xử. Tristan, đức vua đẩy ngươi ra cửa biển phía tây, vĩnh viễn không được trở lại hoàng cung nữa. Ngươi phải gả cho quận chúa Aishu, con gái của bá tước Brusso. Nhưng tại sao lại bắt ta phải cưới người cùng tên với hoàng hậu chứ? Đức vua muốn ngươi cả đời sống cạnh một người tên Aishu để không được phép quên tội lỗi của mình. Còn hoàng hậu, cô ta sẽ bị giam cầm đến chết. Aishu đang phải ngồi trong ngục tối, chẳng biết sống chết thế nào. Còn ta bị ép kết hôn với một người mà ta không yêu. Tristan! Ngài có sao không? Quận chúa Aishu, phu nhân của ngài đã tới rồi. Có lẽ vết thương cũ tái phát thôi. Ta đã từng chết đi sống lại nhờ Aishu dưới gốc cây mận gai năm ấy. Tới giờ rồi, khởi hành ra cửa biển. Ta là vợ của chàng mà chàng còn không thèm nhìn mặt ta lấy một cái. Hẳn là chàng còn đang chất vấn hoàng hậu Aishu. Công chúa, em phải làm gì để cứu người ra khỏi đây? Quận chúa Aishu, bệnh của quận công Tristan là tâm bệnh kết hợp với vết thương cũ tái phát, thuốc thang không thể giải quyết được. Aishu, Aishu, chàng gọi tên Aishu sao? Là gọi ta hay là gọi cô ta? Hoàng hậu Aishu vẫn còn sống chứ? Nàng ấy không bị xử tử chứ? Tristan, đến giờ chàng vẫn nghĩ tới cô ta ư? Quận công Tristan, người có sao không? Percy, Aishu, hoàng hậu Aishu, cho ta gặp nàng. Người hãy tìm người hầu Baginda để cô ta giúp đỡ. Xin ngài cứ dặn dò, tôi sẽ tìm mọi cách. Thời gian ta chẳng còn nhiều, hãy chuẩn bị sẵn hai cánh buồm, một cánh buồm đen và một cánh buồm trắng. Nếu Aishu còn sống và đồng ý tới, hãy căng buồm màu trắng, còn nếu không thì màu đen. Hoàng hậu Aishu, cô ta sẽ tới đây sao? Vậy còn ta là gì của chàng? Thương người chủ nhân nặng tình, Percy trở về kinh thành để gặp hoàng hậu Aishu. Vì sợ bị xử tội nên con không thể nói ra. Do hoàng hậu muốn uống rượu độc, con phải thay thế bằng chai bùa yêu của hoàng hậu Aileen. Tristan và Aishu đã vô tình uống một ngụm. Như chai rượu bùa yêu ư? Con thề bằng tính mạng của mình, Tristan nguyện một lòng trung thành với người. Bây giờ ngài ấy rất nguy kịch, chỉ cần gặp được hoàng hậu Aishu thì ngài ấy sẽ có hy vọng sống sót. Nghĩ lại thì Tristan bậc công thần, lập nên hòa bình với Iceland, không tốn binh đao, không đầu rơi máu chảy. Lần ấy Tristan cũng giơ thanh kiếm giữa hai người, chứng tỏ hắn ta rất biết chừng mực. Thôi được, nể tình những chiến công của Tristan, ta sẽ ban ơn cho hoàng hậu đi cứu mạng hắn, kẻo người đời lại nói ta là một tên báo chúa. Người đâu? Thuyền về đến cửa biển chưa? Cánh buồm có màu gì? Màu đen, chẳng khác nào màn đêm. Thank you.
không đội trời chung. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật diễn ra tại khu rừng rậm Andene, nước Đức vào một đêm Giáng sinh trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Mẹ ơi, tối nay chúng ta sẽ có món gà hầm ư? Lúc sơ tán, mẹ chỉ để dành được một con duy nhất để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh thôi. Đợi bố về rồi nhà ta cùng ăn nha con. Ôi, tuyết càng ngày càng rơi dày hạt. Chiều nay con nghe các chú trong khu nói trận chiến giữa quân ta và địch, quân ta đang thắng thế đó mẹ. Mẹ chỉ mong yên bình thôi. Cả nhà chúng ta phải lánh vào rừng thế này cũng là để tránh sự oanh tạc của chiến tranh. Giờ mẹ sẽ làm thứ gì đó cho con ăn tạm trước nha. Ai lại đi vào rừng lúc này hả mẹ? Mẹ, mẹ định làm gì? Bà làm ơn cho chúng tôi xin trú nhờ. Trời ơi, họ đâu phải lính của nước mình, làm sao có thể cho trú nhờ được. Các anh à, hãy đi đi, đây không phải là nơi để các anh xin trú chân đâu. Hình như chỉ có một anh lính biết tiếng Đức thôi. Thưa bà, chúng tôi chỉ là những người lính bị lạc đường, rất đói và rét. Chúng tôi không làm hại bà đâu, xin bà đừng lo lắng. Hãy cho chúng tôi trú nhờ qua đêm nay đi. Các anh có biết mình đang đứng trên đất của kẻ thù các anh hay không? Và tôi cũng là người dân của kẻ thù của các anh đấy. Nếu tôi cho các anh ở nhờ thì chính là gia đình chúng tôi sẽ rất nguy hiểm rồi. Trời ơi, cậu ta bị làm sao vậy? Anh ấy đang bị thương rất nặng, có thể bị mất mạng. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ lúc này. Làm ơn thưa bà, không còn cách nào khác, chúng tôi đành liều gõ cửa đêm khuya thế này. Vậy các anh mau nhanh đưa anh ấy vào nhà đi. Cảm ơn bà rất nhiều. Tên tôi là Ren, đây là Robin, nhưng cậu ấy không biết tiếng của đất nước bà, còn kia là Harley. Chắc các anh đói và rét lắm có phải không? Chúng tôi đã đi lạc trong rừng rậm 3 ngày nay, vừa đói vừa rét. Thật đáng sợ, bay đi về hướng có ngôi nhà của bà. Con mau đem món gà hầm lại đây và lấy thêm 6 củ khoai tây nữa nha con. Nhưng đó là bữa ăn duy nhất còn lại, để đợi bố về mà mẹ. Họ cần ăn lúc này hơn con trai à, mau giúp mẹ nấu cho họ ăn trước cái đã. Ngon quá mẹ ơi, nhưng bố về sẽ không còn món gà nữa. Bố sẽ thông cảm cho việc này thôi mà con. Ngày hôm nay thật kỳ lạ, lại có ai ghé thăm chúng ta nữa vậy? Ai đó? Chúng tôi là binh lính bị lạc đường. Trời ơi, là quân lính của chúng tôi đó. Không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ để không liên lụy đến bà. Nếu như đi lúc này cũng không được đâu, vì không có con đường nào khác. Các anh cứ ngồi ở trong này đi vậy. Phải thật bình tĩnh. Dạ, chào các anh. Chúng tôi không tìm thấy doanh trại của mình. Tuyết đang rơi rất dày, nên có thể nghỉ ngơi ở đây được không thưa bà? Có vẻ đêm này là một đêm đặc biệt thì phải. Dạ, được thôi. Nhưng mà hãy khoan, các anh không chỉ có thể nghỉ ngơi trong căn nhà tồi tàn của tôi, mà còn có thể được thưởng thức một bữa ăn nóng hổi nữa đấy. Thế thì còn gì bằng, thật tuyệt. Tuy nhiên, trong nhà của tôi hiện còn có 3 vị khách nữa. Các anh có lẽ sẽ không coi họ là bạn bè đâu. Xin lỗi, là như thế nào thưa bà? Chúng tôi chưa hiểu. Các anh thấy rồi đó, đêm nay chính là đêm Giáng sinh. Sẽ tuyệt vời nếu như chúng ta cùng nhau đón Giáng sinh ở đây và không được phép nổ súng trong nhà của tôi. Không lẽ trong nhà của bà có những vị khách là quân lính của kẻ địch chúng ta? Bà chứa chấp quân địch của chúng ta sao? Các chàng trai à, tôi chỉ là một bà mẹ thôi. Tôi không quan tâm những vị khách đến nhà của tôi là ai, người của quân ta hay là quân địch. Họ chỉ là những vị khách bất đắc dĩ và rất cần sự giúp đỡ, và họ đều có thể làm con của tôi được. Giờ tôi lại vui mừng được đón thêm những người khách không mời mà đến là các anh đây. Vậy tại sao tối hôm nay chúng ta không đón đêm Giáng sinh vui vẻ cùng với nhau? Hãy để chúng ta quên chuyện chiến tranh này đi nha,
Những gì cần nói tôi đã nói đủ rồi. Giờ thì mời các anh vào nhà. Xin hãy nghĩ và thương xót cho bà mẹ này. Chỉ đêm nay thôi, xin đừng nổ súng trong ngôi nhà của tôi, có được không? Hãy vứt súng vào đống củi ở góc nhà kia nha các chàng trai. Chúng ta cần ăn tối trước cái đã. Bà ấy nói đúng, đây là nơi chúng ta ghé nghỉ chân, không phải chiến trường. Chúng ta nên bỏ súng xuống và không được phép nổ súng ở đây. Cảm ơn các chàng trai của tôi. Chà chà, thật tiếc là nhà ta chỉ còn đúng một con gà, không đủ để chia cho mọi người rồi. Ta cần phải lấy thêm khoai tây và yến mạch nữa. Billy à, đi cùng mẹ lấy thêm đồ ăn cho các anh của con nào. Anh định làm gì? Còn làm gì nữa? Tôi là lính quân y, để tôi xem lại vết thương cho anh kia. Nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng và hoại tử đó. Kẻ thù không đội trời chung, dường như đã trở thành người nhà của nhau rồi. Nào các con, chúng ta dùng bữa tối thôi nào. Chúc mừng Giáng sinh. Cảm ơn mọi người, đặc biệt là bà. Chúng tôi đã có một đêm Giáng sinh tuyệt vời và đáng nhớ. Billy, em có một người mẹ thật tuyệt vời. Tạm biệt các chàng trai, hãy đi đường cẩn thận nha. Khoan đã, các anh nên đi theo chỉ dẫn trong này. Đó là con đường nhanh nhất để các anh đến được phòng tuyến của mình. Cảm ơn các anh, chúng tôi không biết bày tỏ niềm biết ơn của mình như thế nào nữa. Các con à, mong một ngày nào đó các con đều có thể trở về được với gia đình của mình. Xin Thượng Đế bảo vệ cho các con. Câu chuyện như một khúc nhạc nhỏ êm dịu xua đi mọi sự tàn khốc của chiến tranh. Điều đó khiến chúng ta tự hỏi, trên đời này liệu cái gì thực sự là quan trọng, là lẽ sống mà con người nên theo đuổi. Video mới nhất nhé.